Trước đó, vào phiên họp chiều qua tại nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Tại phiên họp, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu rõ, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, nhưng với quyết tâm cao, sát sao trong chỉ đạo, điều hành, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, các tồn tại hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là công tác triển khai chỉ đạo tại một số bộ ngành địa phương chậm. Việc xác định xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể, ba người đứng đầu cơ quan, đơn vị vi phạm luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chưa hiệu quả. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Chính phủ cần tổng kết, đánh giá rõ hơn các nguyên nhân dẫn đến bất cập, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả.